Chiều nay ngày 1 tháng 6 năm 2023, đoàn giám sát thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Mai Văn Nhiều làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề tại Ban quản lý khu kinh tế tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An. Toàn tỉnh có 37 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là trên 12.285 ha, trong đó có 35 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ bổ sung và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam với tổng diện tích là gần 12.000 ha và hai khu công nghiệp nằm trong khu kinh tế cửa khẩu Long An với tổng diện tích là trên 340 ha. Đến nay đã có 24 khu công nghiệp đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích đất công nghiệp là gần 4.300 ha. Hiện nay, về quy mô khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư trong nước, Long An đứng hàng thứ ba cả nước. Về thu hút vốn FDI, đứng hàng thứ 13 cả nước. Thời gian qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính và thông tin tuyên truyền phổ biến quan điểm chủ trương của Chính phủ, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, công tác tham mưu rà soát bổ sung điều chỉnh các quy hoạch liên quan trực tiếp đến công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư được Ban thực hiện có hiệu quả tại buổi làm việc các thành viên đoàn giám sát đã trao đổi phân tích những tồn tại hạn chế trong quá trình cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh long an của ban quản lý khu kinh tế tỉnh kết luận buổi làm việc phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân tỉnh mai văn nhiều yêu cầu ban quản lý khu kinh tế tỉnh tiếp tục có các giải pháp để nâng cao sức cạnh tranh xây dựng môi trường đầu tư an toàn ổn định hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong đó cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm nhất là cải cách thủ tục hành chính quan tâm hỗ trợ giải quyết khó khăn cho nhà đầu tư góp phần xây dựng nâng cao chỉ số pci cấp tỉnh